Ở số thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, xoay quanh chúng ta có vô vàn những điều thú vị và chúng ta cũng luôn tò mò về những điều đó đúng không nào? Vậy thì hãy cùng chúng tôi đi khám phá một trong những thứ đó trong video clip sau đây. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn nút biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một video clip hấp dẫn nào. Bé 1 tuổi tử vong sau khi ăn trứng hấp chỉ vì mẹ nêm gia vị này vào món ăn. Không phải sự kết hợp giữa trứng với bất kỳ một nguyên liệu nào cũng an toàn. Nếu chế biến không hợp lý sẽ khiến cho bé gặp các vấn đề nghiêm trọng giống như trường hợp thương tâm dưới đây. Chị Mẫn sống tại Trung Quốc bắt đầu cho con mình ăn trứng từ khi bé tròn 8 tháng tuổi vì nghĩ rằng trứng là nguồn thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Thời gian đầu, bé con nhà chị tỏ ra không mấy hợp tác trong việc ăn món trứng hấp mẹ hay làm. Để giúp con cảm thấy ngon miệng và hứng thú hơn, chị Mẫn đã nghĩ ra cách cho một chút đường vào món trứng hấp. Từ đó, bé tỏ ra thích thú dần với món ăn dặm này. Có lẽ chị Mẫn sẽ vẫn hạnh phúc với việc chăm con, nhìn con lớn lên từ ngày cho tới một hôm nọ. Khi tiến hành hấp trứng thì chị mới nhớ ra trong nhà đã hết đường. Nói rằng việc thiếu đường sẽ khiến cho con khó chịu và ăn ít đi, chị tiếp tục nảy ra ý tưởng mới mà không hề hay biết quyết định này sẽ làm chị phải hối hận cả đời. Không có đường, chị Mẫn đã dùng saccharin, tức là đường hóa học có sẵn trong nhà để thế vào. Đứa bé vẫn ăn ngon lành cho đến 2 tiếng đồng hồ sau. Các biểu hiện bất thường của con khiến cho người mẹ hoảng sợ, vội đưa con tới bệnh viện, nhưng lúc này mọi việc đã quá muộn. Bác sĩ kết luận con chị đã tử vong sau mọi nỗ lực cấp cứu bất thành. Giải thích cho sự việc này, bác sĩ phân tích rằng quy luật tự nhiên cho thấy mọi thực phẩm đều có sự liên quan không ít thì nhiều. Có những loại hỗ trợ làm tăng giá trị dinh dưỡng khi kết hợp, nhưng cũng có những loại chứa thành phần đối kháng lẫn nhau. Trong trường hợp này, chị Mẫn đã vô tình kết hợp đúng hai loại thực phẩm đối nghịch thành một món ăn gây hại cho chính đứa con bé bỏng của mình. Dùng đường để nấu với trứng sẽ khiến cho protein sphatozo acid amin của trứng liên kết với lysine, làm cơ thể của trẻ khó hấp thụ, đặc biệt đối với loại đường hóa học saccharin mà đi kèm với trứng thì chẳng khác gì một hỗn hợp độc dược khi cho vào cơ thể non nớt của trẻ. Bố mẹ cần hiểu rõ rằng sự khác biệt giữa đường trắng thông thường và đường hóa học, dù chúng đều có vị ngọt khiến cho trẻ yêu thích, nhưng saccharin không thể thay thế được đường trắng trong trường hợp này. Trước tình hình thời tiết oi bức như hiện nay thì hầu hết chúng ta đều rất ngại ra đường, thay vào đó lại muốn nằm ở nhà bật quạt số lớn hết cỡ rồi để sát người cho sướng. Song song với đó cũng có một số người vừa mới đi nắng về đã chạy ngay đến nơi có gió để mồ hôi bốc hơi nhanh. Cứ ngỡ đây là cách giải nhiệt rất hay nhưng ngờ đâu vô tình khiến cho cơ thể nhận lấy một số hệ lụy. Bác sĩ Osamu Nishizaka, giám đốc bệnh viện Nishizaka của Nhật Bản cho biết, khi con người tiếp xúc với không khí thổi từ quạt trong thời gian dài, có thể ảnh hưởng đến cơ thể điều tiết nhiệt tự nhiên của cơ thể, gây hại cho sức khỏe. Bác sĩ nhấn mạnh, quạt máy làm giảm nhiệt độ về bề mặt da và các nội tạng thông qua cơ chế tuần hoàn máu, gây ra cảm giác mệt mỏi, suy nhược và căng thẳng, đau đầu, chán ăn. Do đó, để hạn chế được tình trạng vừa kể trên thì chúng ta cần phải lưu ý những vấn đề quan trọng khi sử dụng quạt điện dưới đây. Không nên để quạt thổi trực tiếp vào đầu. Gió quạt thổi trực tiếp vào cơ thể với tốc độ lớn và khoảng cách gần khiến cho mồ hôi bốc hơi nhanh, nhiệt độ ngoài da giảm, tuần hoàn máu của cơ thể mất cân bằng, dễ bị cảm cúm. Chưa kể, khi để quạt thổi lên đầu có thể khiến cho chúng ta bị đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi. Vậy nên, người dùng nên đặt quạt hướng vào tường hoặc lên trần nhà để không khí được lưu thông tốt hơn. Không sử dụng quạt khi cơ thể đang ra mồ hôi. Khi vận động mạnh, các mạch máu đang giãn nở, mồ hôi tiết ra nhiều. Nếu mở quạt ngay, người như thế sẽ làm cho quá trình bài tiết mồ hôi bị ngừng trệ, mạch máu co đột ngột, vô cùng nguy hiểm, có thể bị đột quỵ. Lúc này, tốt nhất là bạn nên lấy khăn khô lau sạch mồ hôi rồi bật quạt từ xa để có thể làm mát từ từ nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Không để quạt sát vào người khi ngủ. Khi ngủ, hệ miễn dịch và các cơ quan nội tạng của con người sẽ nghỉ ngơi nên việc tiếp xúc với
quạt trong thời gian dài sẽ dễ gây cảm cúm, sổ mũi và đau họng. Vì vậy, chúng ta chỉ nên sử dụng quạt ở mức gió trung bình, cách người khoảng 2 mét, quay đều các hướng và hẹn giờ tắt cho quạt. Chỉnh tốc độ quạt quá cao, khi mà nhiệt độ môi trường vượt quá 30 độ C, tức gần bằng nhiệt độ cơ thể, thì gió từ quạt thổi cũng là gió ở nhiệt độ cao. Do đó, bật quạt ở mức độ cao nhất sẽ làm cho nhiệt độ bề mặt da giảm, lỗ chân lông bít lại, mồ hôi không thoát được ra ngoài, cơ thể cảm thấy nóng hơn, dẫn tới đau lưng, mệt mỏi và kiệt sức cực kỳ tai hại. Chú ý gì khi trời nóng để bảo vệ sức khỏe? Tuyệt đối không đi ra ngoài trời nắng, nhất là đường bê tông và đường nhựa vào những thời điểm từ 11 giờ tới 14 giờ. Hạn chế ra ngoài nắng nóng nhiều nhất có thể. Khi đi ra ngoài nắng cần được đội mũ vành rộng, đeo kính, khẩu trang che chắn cẩn thận để tránh ánh nắng chiếu thẳng trực tiếp lên da. Cải tạo mái nhà càng dày càng tốt, đặc biệt là lớp xốp cách nhiệt thì khí hậu khu vực sống sẽ ôn hòa hơn. Sử dụng quạt hơi nước, quạt hơi đá, hệ thống phun sương vào vị trí tiếp xúc nhiều với nhiệt độ nóng như cửa sổ, cửa nhà thì sẽ làm hạ nhiệt độ xuống đáng kể. Sử dụng quạt hơi nước, quạt hơi đá, hệ thống phun sương sẽ giúp điều hòa nhiệt độ. Quần áo mang trên người phải được làm từ những chất liệu thấm mồ hôi như cốt tông, bông, thay vì quá nhiều ni lông sẽ cảm thấy rất bí và nóng. Bố trí thời gian làm việc hợp lý, có thể làm sớm hơn vào lúc 6 giờ sáng và kết thúc là 10 giờ. Buổi chiều có thể làm từ 14 giờ đến 18 giờ. Đối với bộ phận dân văn phòng, để điều hòa ở mức vừa phải, không nên để thấp quá để tránh khi bước chân xuống đường sẽ bị sốc nhiệt. Bù nước cho cơ thể bằng cách uống càng nhiều nước thì càng tốt. Uống ít nhất 2 lít nước lọc mỗi ngày. Bù nước khi chưa thiếu, uống nước khi chưa khát mới có tác dụng khống chế tác hại của nắng nóng một cách rõ rệt.